Người nha, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Tiếp tục tô màu nha các bạn. Mình tô màu xong chưa? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ
chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì làm sẽ tiếp tục tôm vào nha các bạn. Vậy là tôi xong nhé.